Dạ vâng, em mến chào cũng anh chị yêu Nami đồ si trên toàn quốc nhé. Xin chào mừng cũng anh chị đã đến với kênh đồng hồ sinh nhật Thụy Sĩ và kênh tiệm giày si 88. Qua video này em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành cho tất cả quý cô anh chị trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Thì mọi ý kiến đóng góp, mọi thắc mắc thì anh chị vui lòng để lại bình luận phía bên dưới video giúp em nhé. Số liên hệ chốt hàng của em là số 0987 377 553. Đồng thời số Zalo là số 0919 là 628 425 của ba anh chị nhé. Em cũng có để số liên hệ ở trên tiêu đề. Cô anh chị vào xem hàng thì vui lòng dành cho em xin một nút đăng ký nhé, muốn chia sẻ kênh nhé để ủng hộ em nhé. Em xin được cảm ơn nhiều. Thì bên em vẫn tiếp tục có các cái dòng mặt hàng khác nhau, ví dụ như giày dép, giày da, giày thể thao, giày công sở, giày các hãng khác nhau. Còn đặc biệt là em mới về những cái lô thắt lưng VIP. Cô anh chị có thể search vào những cái video của ngày hôm qua xưa để xem. Bên em hiện đang rất là sẵn hàng để đủ phục vụ anh chị đến từ ăn Tết anh chị nhé. Vì cái hàng này là hàng em đấu giá trực tiếp từ Nhật về. Đó, ý em đang nói nó là cái dòng thắt lưng đấy, chứ không phải là giày anh chị nhé. Mà tất cả các mặt hàng em báo trên kênh đều chưa bao gồm phí ship. Nhưng bên cạnh đó anh chị nào chuyển khoản 100% thì bên em đi hàng và bao ship nhé. Còn anh chị vào xem mà mua hàng chốt hàng thì vui lòng xem kỹ và nghe kỹ giúp em ạ. Thì hàng đã qua sử dụng hay là còn gọi là hàng si thì chất lượng mà tất cả mọi điều kiện nó không như mới được. Em cũng có thể cố gắng là siêu tầm những cái mặt hàng mới và còn tốt nhất có thể để gửi tới cho cô bác anh chị. Rất mong nhận được sự quan tâm của anh chị. Thì em không để anh chị chờ đâu nữa. Hôm nay em lên một cái like giày thể thao anh chị nhé. Như em vừa nói đó, anh chị nào mà xem muốn thắt lưng các cái dòng thắt lưng da bò của Thái, còn thắt lưng Âu, USA, rồi các cái thắt lưng của Ý, của LV, rồi của Pháp, em đều có hết nhé, Gucci nhé, cô bác anh chị nhé, em đều có hết. Anh chị cũng có thể search vào Zalo của em để xem nhé. Trên trang em cũng có đăng bài nha anh chị nhé. Trước mắt quý cô anh chị đây là một đôi Gucci. Đây là cái dòng siêu cấp. Em nói rõ đây là cái dòng siêu cấp nhé. Chất lượng thì nó rất là tốt. Mà giá cả nó rất là phù hợp. Nó phải chăng anh chị ạ. Em này có size 42. Thì bên này cái dòng này em bán trên kênh rất là nhiều. Được các anh chị phản hồi rất là tốt. Đó. Thì đây là toàn cảnh của em rồi đây. Em này có size 42. Được thiết kế cơ bản là bằng da và phối vải canvas anh chị nhé. Phần đế thì được đế đúc rất là tốt, đế đúc dòng đế kép nhé. Và ngoài ép keo nhiệt ra thì hãng vẫn còn chạy thêm cho chúng ta một cái đường chỉ đế nữa. Đó, cho nên là anh chị yên tâm về cái độ bền của đế nhé. Em cái này thì em nói nhiều và bán nhiều trên kênh rồi, nhưng em nói cũng nói thêm. Để cho anh chị nào mới vào xem video lần đầu thì chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và để biết thêm anh chị nhé. Phần dưới này là nót, cái lót của cái giày này là được lót bằng cái cao nước cao su ngon anh chị nhé. Còn phần hậu và hai bên sườn chân này thì được bọc bằng lông nhá. Cái lông này nó cảm giác nó giống như cái lông áo lông của chị ạ. Đó. Còn phần ngoài được phối da với vải canvas. Đó. Đây là phần sau phần hậu của em. Đó. Size là size 42 rồi anh chị nhé. Đôi này là đôi số 1 anh chị nhé. Mã này là mã 1. Anh chị vào xem kênh thì nếu mà mặt hàng nào mà đôi giày hay là cái hãng món gì anh chị chưa xem rõ, có thể là do hình ảnh, do em báo nó chưa chuẩn, anh chị chưa nghe rõ thì vui lòng là chỉ cần báo mã cho em và nhớ nhắc cho em là anh đang xem nay giày ngày bao nhiêu nhé. Thì em tìm cho anh chị nhé. Em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho anh chị rõ nhất có thể. Anh chị vui lòng liên hệ vào Zalo giúp em nhé. Đây là mã 1, giá không đổi, giá 500.000 anh chị nhé. Mã 1 có size 42 này. Đó, giá là 500k anh chị nhé. Em nhắc lại là mã 1 này. Em quay rất là rõ rồi. Mã 1 size 42 giá 500.000 anh chị nhé. Cái này lên form chân nó tuyệt vời luôn anh chị, nó đẹp lắm. Nên form chân nó cực đẹp anh chị nhé.
Em mà chị chờ em một chút, em mới cái bút. Đây rồi. Bút em này hết mực. Em đang lại là mã 1, một đôi gucci rất là đẹp, giá 500 nghìn anh chị nhá, size 42. Anh chị nhá. Tiếp theo là nên tương đối nhiều giày vip. Tiếp theo là một là em Reebok. À một em Acid. Không phải một em Acid. Một em thuộc dòng Acid nhá, của anh chị sản xuất tại Indo. Đó. Sản xuất tại Indo, em xem cái này nó có size bao nhiêu. Chưa thấy size của nó. Cái này 42 nhé, các bạn chị nhá. Cái này có size 42 này. 42, 425 anh chị nhá. Rồi size quốc tế nó là 270. Size 42, 42 rưỡi thì vừa các bạn chị nhá. Đó, thì em nói sơ qua một cái dòng này. Cái này là được phối bằng da lộ với vải lưới nhá, các bạn chị nhá. Vải lưới rất là chắc chắn, tạo độ thông thoáng này. Thông thoáng mát mẻ, mà đặc biệt là phần đế này còn rất là chắc chắn, rất là tốt anh chị nhá. Phần đế thì đế đúc rồi. Vừa là đế hơi vừa là đế đúc anh chị nhé. Đôi này mà anh chị thể dục thể thao, đạp xe chạy bộ này, đi chơi này, đi tiệc ok anh chị nhé. Nó rất là đẹp. Đó, một đôi Reebok sản xuất tại Indo. Đây là hàng chính hãng anh chị nhé. Cái này em báo trước là nó bị lỗi một chút nhé. Đây họ đã may rất cẩn thận, nó bị lỗi một chút thôi. Có thể mình để ý thật tinh thì mới thấy anh chị nhé. Nó không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì mà đáng nói còn quá. Còn đế còn rất là mới anh chị nhé. Còn đế còn rất là mới. Mã 2 anh chị nhé. Mã 2 có size 42 cộng rồi. Đó. Giá 450k. Cái giá thấp nhất có thể anh chị nhé. Mã 2 size 42 cộng. Giá 450.000 anh chị nhé. Tiếp đến là mã 3, nên đồ rất là đẹp, đồ đẹp thật, đồ quá đẹp, quá mới này, cũng một đôi Reebok, à một đôi Acid, quên mất lại Reebok, một đôi dòng Acid, đế này, cũng là dòng đế hơi chị nha. À, em lưu ý một điều, anh chị mua những đôi giày mà nó đế hơi này, anh chị lưu ý là hỏi kỹ bên shop là cái phần đế hơi này, cái phần hơi nó còn chắc chắn không, nó có bị sờn bị thủng không, bởi vì nếu bị sờn bị thủng là cái này nó sẽ xẹp xuống anh chị nhá. Anh chị để thế nào căng, anh chị đi một cái là nó xẹp bẹp bẹp không luôn, bởi bên trong là không có độ đàn hồi nữa anh chị nhá. Anh chị lưu ý giúp em cái việc này nhá. Lưu ý giúp em là anh chị mua ở đâu cũng thế, cái này nót nó còn nót trong cũng còn nót nguyên của nó anh chị nhá, còn nữ gà nó cũng còn nguyên bản. Em xem qua cái đôi này nó sản xuất ở đâu. Không nhìn dài nữa. Cái này có size 42. À con này có size 41 anh chị nhé. Có size 41. Con này sản xuất tại Việt Nam. Con này có size 41 được sản xuất tại Việt Nam anh chị nhé. Con này có size 41 được sản xuất tại Việt Nam. Một đôi cực đẹp. Đấy, anh chị nào thích màu sắc thì chốt đôi này nhé. Con này có size 41. Còn đây hơi còn rất là chắc chắn, rất là ok. Siêu nhẹ. Đôi này, đôi này là đôi nha. Em nghi nhà mã rồi. Em nghi nhà mã rồi. Mã này là mã 3 nhé. Size 41 anh chị. Mã 3 này. Size 41 này. Có giá 450.000 em hạ hết mức anh chị nhá. Giá 450.000 em xả hết mức anh chị nhá. Giá 450.000 cho một đôi cực đẹp này. Này lên chân này quá đẹp luôn anh chị nhá. Tiếp theo nhìn một đôi nữa. Đôi này có size 28 anh chị nhé. À, có size 38 anh chị nhé. Một đôi rất là nhẹ này. Nhẹ lắm anh chị.
này là dày mạng này. À, có size 37, xin lỗi, 37 nhưng bây giờ 38 thì cũng vừa anh chị nhé. Size thì size nó đóng 37 nhưng chính vì hàng đã qua sử dụng rồi cho nên nó ra 38 đi vẫn ok anh chị nhé. Còn đế còn rất ngon lành, độ mới còn rất là cao, nam nữ đều đi được cái đôi này. Đặc biệt là các bác nam mua cho vợ cho chị em nhé. Đó, size là size 38. Bác nào chân size 38 một chút đôi này đẹp lắm. Độ mới còn rất là cao chị nhá. Mới rất là cao. Mã 4 này. Size 30 8 này. Đó. Giá 350.000. Em nhắc lại là mã 4 giá 350.000 nhé, có size 38 giá 350.000 nó đẹp quá. Nên tiếp một mã đế hơi nữa này. Tiếp một mã đế hơi nữa chị. Nó cái này em cũng cũng về vẫn còn buộc rồi. Buộc dính vào nhau. Đó, tối hôm hàng nó về em vẫn chưa khui ra được, chưa xếp được. Bây giờ quay đến đâu em mới xếp ra đến đấy. Đó. Còn dây là vẫn còn nguyên bản anh chị nhá. Dây cũng rất dài vẫn còn nguyên bản. Quá đẹp, một đôi đế hơi tổng thể anh chị này. Úi đôi này gì móc gì múc đẹp quá, đế hơi toàn tập, tức là cái đế hơi toàn chọn luôn này, thường thường đế hơi những luôn nó chỉ có một nửa đấy thôi đó, như luôn này riêng luôn này đế hơi toàn tập còn nguyên chưa sòn chưa thủng đâu anh chị nhá. Đó, một đôi đế hơi tuyệt đẹp, quá đẹp luôn anh chị. Đó, bác đã ưng mẫu này thì chốt nhá, con này nó cực đẹp không ạ. Đó, em rất là hiếm gặp những cái đôi đế hơi tổng thể như thế này nó về các bạn. Con này có size 42 chị nhá. Con này mã 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, con này mã 6 này. Có size 42 này. 450.000 đấy chị. Mã 6 size 42 giá 450.000. Bác nào mà chưa dành đôi nào chưa xem được kỹ thì cứ liên hệ với em nhé, bảo cho anh xem lại mã 6 nhé hay là mã 7 gì đấy nhé để anh chốt nhé. Đôi cực đẹp, đôi không lỗi nào mấy chị ạ, đây chính hãng luôn, đẹp vô cùng. Còn trong nó non vải tất cả phần lưỡi gà và phần vải đằng đằng sau đằng đằng sườn đằng hậu vẫn còn rất là ngon lành nhá, nó chưa bị sờn ở đâu các anh chị nhá, chưa bị sờn đâu. Nhưng mà nhắc lại là mã 6 này size 42 giá 450.000 nhá. Tiếp theo là nguồn mã 7 này. Quốc chính hãng của Hàn Quốc, một đôi cực đẹp. Đó, các anh chị có thể nhìn, nó cực đẹp luôn. Đẹp quá luôn này. Chị biết em để lại cam một chút nha. Ôi trời, các bác xem nó dễ. Đó, một đôi sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Hàn Quốc cực đẹp. Đôi này có size 38 anh chị nhá. Đôi này có size 38. Đẹp thiên thần. Là đâu lắm em về một đôi này bán, em bán này nên kênh nó mất luôn. Một đôi Choren này của Hàn Quốc. Đó. Bác nào mua cho bản thân mình, bác nào cái màu này các chị nữ đi cũng rất là thích hợp các bác nhé. Bác mua cho các chị em nhé. Nóng nó thì vẫn còn nguyên này. Đôi này nó gần như mới toanh các bạn, bộ đế thiên thần. Đôi này như trận chưa chạm đất các bác nhé. Đôi này chưa chạm đất đâu. Đó, đôi này mới trên kệ của họ là nó trên 100 đô các anh chị ạ, nó trên 100 đô ra tiền Việt mình đúng không? Khoảng hơn 2 triệu các anh nhỉ, cỡ khoảng trăm hai mấy đô gì đấy, em xuất trên trang web của họ. Mã 7 này, size 38 này,
600 nghìn nha. Mã 7, size 38, giá 600 nghìn anh chị nhé. Một đôi cực đẹp, không đụng hàng với ai anh chị nhé. Nên cái này phối được rất là nhiều, còn nhiều dạng đồ của anh chị nhé, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà lại là mã 7 này, size 38, giá 600 nghìn. Mã 7, size 38, giá 600 nghìn. Một đôi chính hãng của Hàn Quốc anh chị nhé, sản xuất tại Hàn Quốc. Tiếp theo lên một đôi nữa, cũng một đôi đế hơi. Đôi này nó hơi cũ, em nói trước là nó hơi cũ nha. Một đôi siêu đẳng nhưng nó hơi cũ. Hôm nay nắm cái dòng acid này đấy. Đó, acid 770, không rách rời, không chấp phá. Một đôi rất là đẹp, một đôi đạt pop rất là đẹp. Các bác mua cho các chị nhà mình nha. Các bác làm chắc là không bao nào đi vừa đôi này rồi. Thì giá nó rất là ưu tiên, nó rất là yêu thương các bác nhé. Giá 350.000 thôi, bằng một đôi giày chợ thôi các bác nhé. Nhưng đây nó là giày chính hãng, giá có 350.000 thôi, bằng 1/4 đôi tiền đôi mới các bác nhé. 1/4 bằng 1/4 tiền đôi mới đâu. Độ mới thì nó không kém gì bao nhiêu các anh chị nhé, nó rất là đẹp. Mã 9 này, size 365 này, em tính ra 300, em tính ra 300 của anh nhé, giá 300.000. Xong một đôi Adpod này, một đôi dòng Easy 350, nó cực đẹp các bác nhé, độ mới còn rất là cao. Đó, nó bằng 1/3, chưa đến 1/3 tiền độ mới. Tiếp theo em lên cho các bác làm một đôi nha, một đôi full da nha. Cái này em vẫn để cái bộ dây của bác nhìn, nhìn các bác đã thấy uy tín này, bộ dây các bác đã thấy đủ uy tín chưa, giờ như dây rổ phun ra, phun ra đẹp quá, thật đẹp luôn. Phun ra em không biết nó là cái dòng gì đây, phun ra đẹp quá. Nó nào chân to một tí thì đi đồ này nhỉ, không nhìn thấy nó đè sai ở đâu, chưa nhìn thấy cái tem nó, cái tem nó mất rồi các bạn, không nhìn thấy nó ở đâu, tem sườn nó ở đâu. Con này chân size này 43 quá nha, con này có size 43 này. Đó, mất cái tem sườn, ôi đẹp quá. Đôi này có màu tổng thể này, cái này là đế, này đế đúc nhá, được chạy chỉ các bác nhá. Cái này phần đế thì nó mòn một chút nhá các bác nhá, phần đế là mòn một chút. Xem hai chiếc nào thế các bác nhá, chiếc này mòn một chút nhá, phun ra. Chân bác nào mà to, bác nào to đô cây tí thì chọn cái đôi này nhá, chút đôi này nhá, đôi này em xả cho các bác nhé. Một đôi này có size 43 này, mã 9 này, rồi mã 9 này, mã 9 này, mã này mã 10 anh chị nhé, có size 43 này. Đó, giá 380.000, giá 380.000, giá xả các bác nhé, các bác nghe lại nha. Mã 10 size 43 giá 380.000, đôi đẹp cực đẹp luôn các bác nhé. Tiếp theo mã 11, em còn một đôi này, một đôi duy nhất. À, không phải mã này, xin lỗi. Tiếp vào mã nữa này, mã siêu nhẹ này, mã thể thao siêu nhẹ này, cực đẹp anh chị nhé, mã thể thao siêu đẹp luôn. Đó, có size 42, chất lượng đế còn rất tốt quá nha. Tiếp theo là mã 13 nhé các bác nhé, một đôi phun da, mã 13 một đôi phun da, không xóa video đài hết cả máy. Nhắn lại là mã 12 này, phun da các bác nhé, có size 42, mã 12 là 13 các bác nhé,
có size 42 này, giá 400.000. Mã 12 có size 42, giá 400.000 anh chị nhé. Một đôi phun da, một đôi cổ nửng nửng một tí nha các bác nhé. Bác nào chạy xe thì xếp thì ngon này, chạy xe hay chạy xe nhiều đường dài này, chốt là những đôi này đi rất là ấm chân các bác nhé. Đi tiệc đi làm ok. Em nhắc lại là mã 13 size 42, giá 400k nhé. Thôi có lẽ là em nên mấy mã dây lưng các bác nhé. Em nên kết là bỏ cái này xuống này. Em nên mới mã dây lưng các bác nhé. Hôm nay em nên mấy con này. Bên em có dựng còn rất là nhiều các bác nhé. Các bác anh mẫu nào hay nào bảo cho anh xem mẫu này nha. Em xin nói thêm đây, hoàn toàn là hàng Âu hết, chuẩn Âu 100% hết nhá các bác nhá. Tất cả hàng đều là hàng thương hiệu hết các bác nhá. Em đã xếp ra đây nên tạm 4 con rồi các bác nhá. Thì em lên một cái con này trước. Một con dòng tỷ búc. Một con dòng tỷ búc. Đây là logo phần đuôi của nó các bác nhá. Logo phần đuôi của nó các bác nhá. Còn đây là phần khóa, phần trung tâm của nó nhất đây. Thì về tổng thể của nó, cái khóa này thì em đo xem cái bản khóa nó bao nhiêu. Rất nhiều các bác hỏi là cái bản khóa bao nhiêu, cho nên em phải đo chi tiết thôi các bác, chứ em không quay vào được. Cái này là bản 6 nhá các bác nhá, bản 6 này. Đấy, 6 x 4 nhá các bác nhá, tức là chiều dài đi, nói dễ hiểu là chiều dài đi của mặt đi là 6 và chiều ngang là 4 các bác nhá. Bản này là bản 3.5, còn dây là bản 3.5 nhá. Chiều dài là có thông số rồi. Chiều dài này lát em sẽ đo cụ thể của anh chị nhé. Nó thì về chất da, cái này là da bổ ý các bác nhé. Chất da của con này là da bổ ý các bác nhé. Đó, các bác có thể xem da bổ ý. Và mặt này trung tâm nó là hình cái người cưỡi ngựa các bác nhé. Người cưỡi ngựa về tổng thể có màu vàng hồng. Đó. Em nhắc lại là bản 6 x 4 nhé. Còn bản dây là bản 3.5 các bác nhé. Còn chiều dài này em sẽ đo các bác. Đây, tổng thể của nó đây, nó rất là đẹp luôn. Em đo này, em đo cái khóa của nó nhé, xem bạn nào xem của nó là bao nhiêu. Cái này chiều dài nó là 1m15 các bác nhé, 1m15. Em tính theo mã giày các bác nhé. Cái này là mã 14 này. Mã thắt lưng 14 này. Đó. Thì bản 3.5 nhân 1 1m17. 17 nhân 1 17 giá 500.